tại sao thời tiết giao mùa thì lại hay ốm? Thú thật với các bạn thì mình cũng chỉ là nạn nhân của thời tiết giao mùa. Vừa rồi cách đây 2 ngày thì ở Hà Nội có đợt gió mùa và mình thì cũng không thoát khỏi cái cảnh là bị ốm. Nhưng mà gần đây thì team Dược Sĩ Việt cũng nhận được rất nhiều câu hỏi về cách nâng cao sức đề kháng trong thời tiết giao mùa. Vậy tại sao thời tiết giao mùa lại hay ốm và có phải là do chúng ta tự yếu đi khi thời tiết chuyển giao mùa hay không? Nếu mà bạn có để ý kỹ hơn một chút thì thời tiết giao mùa là những cái thời điểm mà thời tiết thay đổi rất là đột ngột, biên độ nhiệt sáng, trưa, chiều và tối rất là lớn. Có thể kể đến nếu như buổi trưa vẫn còn đang 25 đến 30 độ thì ngay lập tức đến buổi tối thời tiết giảm đột ngột lạnh sâu xuống còn 10 đến 15 độ là chuyện rất bình thường tại thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Với một biên độ nhiệt lớn như vậy, cũng tương tự với cách mà chúng ta đi ra ngoài từ thời tiết nắng nóng chuyển vào nhà ngay lập tức với điều hòa thời tiết lạnh sâu thì chúng ta cũng gặp một cái biên độ nhiệt lớn như vậy. Nhưng biên độ nhiệt lớn như vậy có phải là nguyên nhân khiến chúng ta ốm hay không? Thì đây chỉ là một cái tác nhân để dẫn đến những cái điều kiện tiếp theo. Khi mà nhiệt độ thay đổi lớn như vậy thì tác nhân gây bệnh sẽ thay đổi. Cụ thể là những vi khuẩn và virus sẽ thay đổi rất là nhanh chóng theo nhiệt độ, biên nhiệt độ như vậy. Lấy một ví dụ đơn giản cho bạn dễ hiểu nhá. Thời tiết mùa thu và mùa xuân là cái khí hậu mát mẻ, rất thuận lợi cho các vi khuẩn như là adenovirus hay là enterovirus phát triển. Và đây là những virus gây cảm lạnh, hoặc là thời tiết lạnh sâu và khô của mùa đông, rất thuận lợi cho virus cúm, influenza phát triển. Khi mà vi khuẩn, virus tăng nhanh về số lượng cũng như là về khả năng tấn công, trong khi cơ thể chúng ta yếu đi hoặc là không tăng cái khả năng đề kháng thì tất nhiên là chúng ta sẽ dễ bị ốm vào thời tiết này. Đa số thì chúng ta đều nhắc nhau là nên uống đủ nước này, ngủ đủ giấc và ăn nhiều các hoa quả chứa nhiều vitamin C. Đúng, nhưng mà chưa đủ bạn nhá. Như thế nào để nâng cao sức đề kháng, xem team Dược Sĩ Việt chia sẻ trong những video tiếp theo.